Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tham gia chương trình này góp nhận 0.001 tốc cần farm. Một tốc cần farm, một tốc cần farm này bằng 1116 D văn. Đã lấy sàn Uniswap. Để thêm gia dáng, hôm nay mình clip phần demo ta. Mở Telegram các bạn start chatbot các bạn. Rồi, nhìn các bạn lướt cấp trang các bạn. UMV 5G rồi các bạn lướt cấp trái xong các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng join kênh group kênh trailer nữa các bạn. Rồi các bạn join ra các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn join tiếp tục kênh group nữa. Các bạn join ra các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Theo qua thì các bạn follow và request sẽ pin bot nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi theo qua thì các bạn like và tweet lên các bạn. 0.01 là cũng phần được 20 đô rồi, các bạn test lại các bạn. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ 3 thì các bạn join tiếp kênh channel nữa. Này tới 3 kênh nữa, 2 kênh group, 1 kênh channel nữa các bạn. Cái đây là cái nguồn ngay group của nó các bạn. Rồi các bạn tiếp tục là Facebook thì các bạn follow Facebook nữa các bạn. Nhấp vào. Facebook thì các bạn like và viết lên các bạn. Rồi các bạn cũng lên đây like thích cái bấm nút thích đi các bạn. Rồi bấm đắp lên các bạn. Rồi các bạn visit website nữa nè. Để mình vào. Ê, các bạn thì quên nữa các bạn. Cái bằng visit này nó kêu cho nó một sao nào mà mình không có thấy sao nào hết. Các bạn bắt đắp các bạn qua cái nhiệm vụ này cũng được người ta các bạn. Không sao đâu. Vàng đem kiểm tra cho thì quên này cái nữa. Nó tới hai consider. Rồi like tôi quyết lại cái nữa. Rồi các bạn chơi dàn con bot các bạn. Các bạn bấm vào nút submit tên này các bạn. Đâu rồi đó. Rồi các bạn điền lại username Telegram các bạn. Các bạn vào ba trên đầu các bạn copy tin cái phần username Telegram các bạn ở cộng anh 1113 và tới username theo word các bạn ở cộng MMO Ngọc Anh gửi các bạn. Rồi gửi đường link profile Facebook các bạn. Các bạn cũng nhấp vào. Các bạn copy cái dòng thời gian chia sẻ các bạn vào dòng thời gian của mình các bạn bấm vào bài trên đầu nè. Rồi các bạn sao chép lại khai nhớ tạm cho tất cả các bạn. Rồi các bạn chơi game con bot nè. Con bắt ở đây các bạn. Dạ. Bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ ETH của tất cả các bạn các bạn. Các bạn dùng địa chỉ Mesa Wallet, Chuk Wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH là cho bot nha tất cả các bạn. ETH nè. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn chơi dựng bot nè. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho một bè cho người thân đi kiếm thêm tốt căng các bạn. Những video mình tới đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình.